Mà có nhiều rỗ lắm mà chị. Trời, chắc cô nó bị mụn xám ghê luôn á. Chát có miệng gì vậy? Đồ không sao. Trừ để tà la hết rồi, chát miệng như nè. Mình phải lo mình mới là chán chán rồi, mình lo mình đi làm đi là đỡ. Mới về làm lần đầu tiên. Chưa lần đầu tiên đâu. Cũng như ở nhà em dùng kem không? Dùng hư da lắm. Ngăn cái bình thuốc nó về ngăn không dùng nữa ngay. Khi mua lây mụn viêm mới dùng nữa chưa. Rồi dùng qua bình kia 2 ngày một lần. Rồi cũng ngăn hết 300 ngăn. Thuốc nữa là 300. Mấy đứa thấu tiền này cho nó ngăn cho mẹ quá. Sợ nhiễm trùng đồ nó ghê vậy, chấm nhiễm trùng. Cái cây cũng qua đạ đi chứ còn, nhưng mà nhìn cô thấy có thái sơ sơ không? Thái sơ sơ. Thái sơ sơ thì cây cũng qua đạ đi. Công nhận thằng ngốm nó nhìn nó vẫn được vì gì? Ngốm giới thiệu đó hả? Dạ vậy. Anh chị phải giới thiệu cho chị nghe chưa? Đấy. Nhưng con đi. Mà gặp thuốc vào cho ổn nó dùng chẳng đẹp trà sẽ sáng sáng đèn quá đi.
Còn nướng tàu mà. Tàu nữa hả? Kiểu càng càng đấy. Kiểu khô khô.